kênh cà phê kỹ thuật, chào anh em. Hôm nay mình sẽ vẽ sơ đồ, đầu biến tần cho máy nén khí bãi, 3 pha 220V, dùng với nguồn điện nhà một pha dân dụng. Ở hình này, mình đang có con động cơ bãi, nguyên bản đang hoạt động với nguồn điện 3 pha 220V. Vì vậy để động cơ này hoạt động được, mình phải dùng một biến tần, có nguồn cấp vào 220V và ra 3 pha 220V. Để có thể dùng máy nén khí này với nguồn điện dân dụng gia đình. Đây là MCB 1 pha để cấp nguồn cho toàn bộ mạch điện. Mình dùng một biến tần của hãng LS có nguồn vào 3 pha 220V và nguồn ra là 3 pha 220V. Đây là một máy nén khí của hãng Hitachi. Công tắc áp suất để ngắt máy tự động khi đủ áp suất. mình sẽ lấy điện từ sau CB, đấu vào hai chân giờ và ti của biến tần. Như vậy là mình đang cấp một nguồn điện, một pha 220V vào để biến tần hoạt động. Ba chân UV về kép của biến tần, mình sẽ đấu ra động cơ của máy nén khí. Ở đây do biến tần dạng nguồn cấp vào là 3 pha 220V, mà mình chỉ dùng điện một pha để cấp vào biến tần, nên mình sẽ phải chọn công suất biến tần lớn hơn công suất máy nén khí một cấp. mình sẽ dùng hai chân CM và P1 trên biến tần, cấp ra hai chân của relay áp suất. Mình sẽ dùng cặp NC thường đóng của relay áp suất để điều khiển kích chạy biến tần khi máy thiếu áp và sẽ dừng biến tần khi máy đã đủ áp. Trên relay áp suất sẽ có ốc để vận chỉnh áp suất mong muốn dừng và áp suất chạy lại cho biến tần. Đây là bảng cài đặt thông số cơ bản để chạy biến tần. Mình sẽ quan tâm đến thông số DGV, ở đây mình sẽ cài DGV bằng 3 để chạy dừng biến tần với relay áp suất đã đấu. Các thông số còn lại, các bạn có thể tham khảo và cài thêm để biến tần hoạt động tối ưu hơn. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn về cách đấu một biến tần cho máy nén khí dùng điện 220V ở gia đình. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.